Dung xin kính chào ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đang xem kênh Cathy Radio Cuộc Sống ở Pháp, và chúc cho cả nhà có một cái kỳ nghỉ cuối tuần thật là ấm áp và nhiều niềm vui bên gia đình nha. Thì đây là cái cảnh đồng lúa mì còn xanh đó cô chú. Thì cái loại này nó có rất là nhiều lông mà Dung thấy nó đang trổ rất là đều luôn. Thì Dung quay lại chia sẻ cho cô chú anh chị xem. Thì hôm nay Dung vào bếp của chú ơi, nhưng mà Dung nấu cái món gọn gọn thôi, chứ Dung không có làm có hai vợ chồng mình ăn thôi. Tại vì hôm nay bọn nhỏ vẫn đi học với cô chú, vẫn đi nhà trẻ. Thì Dung gói gỏi cuốn cho ông xã Dung ăn. Thì trưa thì ông xã Dung nó ăn cái gì nhẹ nhẹ thôi, nhưng mà nhanh nữa, nhanh gọn nữa. Thì bánh tráng mình xài cuốn gỏi cuốn là bánh tráng hiệu ba cây tre. Thì cuốn gỏi cuốn thì mỗi người cuốn một kiểu nha cô chú. Thì Dung thấy cũng có nhiều chỗ thì họ cuốn có cà rốt, rồi có giá, rồi trứng, rồi chả lụa, rồi cái này cái kia. Tùy ai muốn cuốn sao cuốn, mà miễn là khách mình ăn thích thì được rồi. Thì Dung thì Dung thích cuốn với xoài hơn. Có người thì người ta sẽ cuốn với lại thơm, rồi với cá, rồi này kia đó. Nhiều loại lắm cô chú ơi. Nói chung là gỏi cuốn của mình đa dạng mà. Ngoại trừ là tay heo thì họ không ăn thôi. Thì lúc đầu thì Dung cũng có giới thiệu là gỏi cuốn tay heo, rồi da heo, rồi kia đó, má heo đó, nhưng mà họ không ăn. Má heo thì cần người ăn cô chú, nhưng mà tay heo thì ở đây không ai biết ăn hết trơn á, mà nhà mình thì cực kỳ mê luôn. Hai vợ chồng mình ăn á, cho nên là Dung cho nhiều đồ bổi một chút nha cô chú, chứ cái này không phải là cuốn cho nhà hàng nha. Cuốn cho nhà hàng cái này bán là có sập tiệm luôn á. Thì mình Dung với ông xã Dung ăn thì thích bỏ lộn xộn vô cái này cái kia vô đó, rồi Dung cuốn lại và nhìn cái cuốn nào cuốn nấy nó rất là to luôn. Thì nói chung là mình xài cái hiệu bánh tráng nào ngon thì mình xài thường. Thì ở khi mà Dung đi chợ Tàu á, thì nhiều chị cũng xài cái hiệu mà hiệu Lyon đó cô chú, hiệu hai con sư tử đó. Nhưng mà Dung thấy cái bánh tráng của nó không có dẻo bằng cái bánh tráng hiệu ba cây tre của Việt Nam mình. Thì gỏi cuốn nói gì thì nói, thì Dung thích ăn với lại cái tương đen xay này hơn là ăn với cái nước chấm chả giò của chú ơi. Thì mình cho một miếng đậu phộng lên, nó rất là thơm mà béo nữa, ăn nó rất là ngon. Dung xin chào bà cô chú anh chị và các bạn. Xin chào. Hôm nay nhà Dung ăn gỏi cuốn cô chú ơi. C'est quoi ça? Ça c'est de la galantine de faisan. On peut y aller là. Mẹ tao một chút ba sao ông khách. À, ông xã Dung hỏi là ăn cái nào trước, ăn gỏi cuốn trước hay gì, thì Dung nói là ăn cái đồ hộp trước cô chú ơi. Cái này là đây là một vị khách của Dung tặng cho ông xã Dung đó cô chú. Thì cái này ở trong này nó giống như là pate vậy đó. Anh không có camera của mình. Giờ vợ chồng mình sẽ ăn khai vị với cái này, rồi mình sẽ ăn gỏi cuốn. Thì mỗi một lần ông xã Dung làm cái gì cho Dung thì Dung đều nói cảm ơn nha cô chú. Thì tại cũng có bạn nói là không bao giờ thấy Dung nói cảm ơn khi mà ông xã gót nước hay là múc đồ ăn này kia đó. Ông xã Dung nói là anh bạn của ông xã Dung là đi săn thú rừng đó cô chú. Thì ảnh săn được con gà sao đó, thì ảnh làm cái thịt nấu hộp này nè. Dung hỏi là ảnh làm để bán hay là chỉ nhà ăn thôi. Thì ảnh nói là làm để nhà ăn thôi. Thì đồ trong hộp này để được 3-4 năm luôn đó cô chú. Thì cái hộp này ảnh cho mình là từ năm 2019.
Dù mời cô chú anh chị ăn ăn trưa với gia đình chung nhé. Good appetit. Chúc ngon miệng. Chúc ngon miệng. Chúc ngon miệng. Mẹ phù hợp thế nhé. Mẹ chích vớ. Ở quê Dung á cô chú ơi là có dịch rồi. Hồi sáng thì Dung kêu mẹ Dung đi chợ ra mua một ít thịt cá rồi này kia bỏ vô tủ đông á để dành ăn, hay là gạo nước dầu đồ này kia đó. Bây giờ nước mắm dầu ăn đồ này kia thì mình mua cái chút mình bỏ trong nhà vậy đó. Thì mẹ nói là hồi sáng đi chợ đi từ rất sớm luôn nhưng mà chợ hết sạch đồ ăn luôn. Người ta đi chợ người ta trữ trong nhà đó cô chú. Mà xúc chưa? Ai? Con xong đi. Xin chị. Ông xã Dung hỏi là cái pate ngon hay không thì ông Dung nói là rất là ngon, thịt rất là nhiều cô chú. Thì ông xã Dung chỉ Dung là cái hộp này làm từ năm 2019. Come no no. Allez, buon appetito. Allez, buon appetito. Thì Dung bảo ông xã Dung là mỗi người ba cuốn nha. Ông xã Dung nói là nhiều lắm, ăn không nổi đâu. Ngon. Bon. C'est la sauce là nha. Cái gù lô quân tông, tu bò phan em bọc tu công mô tu hơ. Mà sao là sauce sao special. Dung nói với ông xã Dung á, là cuốn gỏi cuốn á, là có nhiều công thức lắm. Ai thích cuốn cái gì cuốn à. Nhưng mà ngon hay không là do cái nước sốt á cô chú. Thì giờ theo Dung là vậy. Thì giờ nhiều chỗ Dung đi ăn nhiều chỗ thì Dung thấy họ cho với lại cái nước cái chấm chả giò đó. Nhưng mà Dung làm cái nước sốt tương này thì Dung thấy khách của mình ăn nhiều lắm, chịu ăn cái nước sốt tương này. Tudo a mamãe com o cachorro. Oi? Dung nói để Dung hỏi ổng cái này, cái ổng dồn đi dồn lẹ cô chú. Est-ce que tu veux goûter le durian? Non. Non, pourquoi non? Pas plus. Dung hỏi ông là có muốn ăn thử sầu riêng hay không? Ông nói là nó hôi lắm cô chú. Thì bữa Dung đi chợ Tàu á, là Dung lấy một cái thùng mót. Nhưng mà cái thùng mót đó là họ đựng sầu riêng ở trong á cô chú. Trời ơi, Dung về Dung bỏ vô trong cái xe của Dung hả, nó hôi tới mấy ngày luôn. Et l'autre jour là on nous coupait une caisse à barista là dans la voiture, mamma mia. Vous n'avez jamais dit négatif à quelque chose. Non, mais bon. Déjà, avant, l'odeur, c'est horrible, c'est pas le chemin, mais bon. Goûtez le goût. Mm-hmm. Quand je suis petite, hein, ma mère fait goûter avec la cuillère. Mais quand, parce que c'est un tir, tu sens beaucoup fort. Mais quand tu ouvres, tu prends un petit morceau, ça sent pas. Ouais, parce que c'est tout un tir, ça fait trop. Il y a la peau, tout ça. À, tại vì ông xã Dung á, là chỉ nghe về sầu riêng là nói cái mùi nó khó chịu, khó ngửi thôi à, rồi nhiều người không có thích. Rồi từ đó là ông xã Dung kiểu như nói tới sầu riêng là sẽ nghĩ ngay là không ăn. Ông xã Dung nói là
cái đó mua về xong rồi làm tráng miệng cho nhà hàng đó cô chú, xong rồi xịt một miếng dầu thơm Chanel nữa trên trên. Ở đây Nam Dung nói là phải cho một cái cơ hội thứ hai, ví dụ như vậy á thì mình khi mà mình mua một trái nguyên á thì nhiều khi cái mùi nó rất là nặng, nhưng mà khi mà mình tách ra rồi cho ăn thử từ múi thì nó có thể nó nhẹ cái mùi hơn á cô chú. Vậy là chịu thử sầu riêng của chú để thứ hai này Dung đi chợ Dung mua, nếu mà gặp được sầu riêng tươi á Dung mua thì cũng thấy ngon. Ngày xưa thì mẹ Dung tập cho Dung ăn á, là mẹ múc lên cái muỗng cà phê đó rồi chỉ mình đi xa ra rồi mẹ cho Dung ăn thử, rồi Dung nếm thử riết rồi Dung ăn được luôn. Đây là Dung nói để mua được sầu riêng tươi, mà sầu riêng tươi mắc lắm cô chú ơi, tới 30 euro một ký rồi. C'est très cher le viande frais. Ah tu as acheté congelé? Je sais pas, je veux voir. Ông xã Dung nói Dung là muốn mua sầu riêng đông lạnh hả? Thì Dung nói để Dung xem, nếu mà Dung con thấy được sầu riêng tươi thì Dung sẽ mua sầu riêng tươi. Ở Malaysia, mà Thái Lan, Việt Nam, Malaysia. Thì Dung nói là ở các nước châu Á như Việt Nam, Thái Lan, rồi Mã Lai, Trung Quốc rồi này kia đó thì ăn Singapore rồi này kia đó thì ăn rất là nhiều sầu riêng. Thì giống như đặc sản của đất nước mình luôn vậy đó cô chú ơi. Ông xã Dung ghiền phô mai lắm cô chú ơi. Phô mai rồi đó là phô mai rồi với bánh mì. Ở Dung nói là bây giờ là giảm cân, là không ăn phô mai nữa. Biết gì nữa, mà rất ngoan phô mai rồi. Thì Dung định là đi quay cái chợ ở làng Dung cho cô chú anh chị xem á. À, nó nhóm chỉ mỗi thứ bảy buổi sáng thôi cô chú ơi. À, về buổi sáng nhiều khi trưa thứ bảy Dung đông khách cái Dung muốn đi quay được. Mà tầm khoảng 10-11 giờ chợ tới 1-2 giờ chiều mới tan. Mà tầm khoảng 10-11 giờ mới đông người ta. Chứ sáng đi sớm quá thì cũng không có người nữa. À, thì Dung nói Dung xã Dung để bữa nào Dung đi quay cái chợ ở làng của Dung, mắc đông lắm nhưng mà lớn lắm luôn. Một người hai cuốn là hết nổi rồi cô chú ạ. Dung có vua hả? Có vua, người vua làm cái đi. Ê, Dung biết á. Ok. À, thì Dung ơi, cảm ơn cô chú anh chị đã dành thời gian ăn trưa với gia đình Dung nhé. Đó là rù ông tay được là ăn được sầu riêng rồi cô chú ơi. Để Dung đi coi, nếu mà có được thì Dung mới mua. Nhưng mà rù cho mua thôi nha, còn để có ăn được hay không thì cho biết. Chứ Dung nói nó thôi, nhưng mà thực sự nó là rất là ngon luôn. Mà từ hồi mà kiểu như ông xã Dung không có ăn được thì Dung cũng muốn ăn luôn. Chứ mà nhiều khi thèm á, cũng không dám mua. Mình mua mình ăn một mình thì chồng con mình không ăn được cũng kỳ lắm. Nói cho nên là thôi nhịn luôn á. Mà mua thì lúc sầu riêng đông lạnh không à, mà nó cũng 10 đồng, 11 đồng gì một ký đó cô chú, còn sầu riêng tươi là tới 30 ơ một ký đó. Thì khoảng 800-900 ngàn gì đó một ký lô, bên Việt Nam là ăn được nguyên còn xé. Thì vậy thôi, nhưng mà cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều đã dành thời gian theo dõi video cùng với gia đình Dung nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo, và chúc cho cô chú anh chị có một buổi chiều thật là vui vẻ nha. Tạm biệt.